Xin chào mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ bình an. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái ngôi Già Lam, đó là chùa Mỹ Khê, nằm ở đường Nguyễn Công Trứ số 293, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng. Thì phía này là tôn tượng của Đức Bồ Tát Quan Âm, và đi qua phía bên đối diện thì là chùa Mỹ Khê. Phía bên phải và bên trái ngôi Già Lam thì là có tượng tôn tượng của 18 vị La Hán. Đây là tháp chuông này. Đây là tôn tượng của Đức Bổn Sư. Đây là tôn tượng của Đức là 18 vị La Hán. Lối đi lên chánh điện. Ở đây thì có cây này là cây cẩm thị, thân nó màu đen và lá nó rất là nhỏ. Đây cũng là cây. Đây là đi vào lối đi vào điện chính này. Đây là quay xung quanh. Thì phía bên này thì hành lang đi ra phía sau điện chính dài đây.
xin cảm ơn tất cả mọi người đã coi clip. Mọi người hãy cho mình một like, một share và một nút đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những cái clip kế tiếp của mình nhé.